Khi được hỏi Ethereum là gì, đa phần chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những keyword kiểu Bitcoin 2.0, hợp đồng thông minh, decentralized app hay vị CEO ổn nào của nó, Vitalik Buterin. Đồng thời, đồng tiền điện tử này cũng là ví dụ tiêu biểu nhất cho sự thất bại của thị trường tiền điện tử trong năm 2018, với mức sụt giảm lên đến 94%. Nhưng tại sao Ethereum, một trong những dự án được kỳ vọng nhiều nhất, vị hoàng hậu của thị trường tiền điện tử với cộng đồng đông đảo cùng những ứng dụng hữu ích lại sa vào vũng lầy như vậy? Những viên gạch đầu tiên đã rơi xuống từ lúc nào? Hãy cùng Coi Số 8 tìm hiểu trong video lần này. Lưu ý rằng những thông tin mà Coi Số 8 cung cấp không nên được xem là một lời khuyên về tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Các bạn hãy nghiên cứu thật kỹ càng trước khi quyết định đầu tư. Vì chặng đường phát triển của Ethereum mặc dù mới chỉ 3 năm là một quá trình dài và rối rắm nên video này sẽ hơi dài, hãy cố gắng theo dõi nhé. Trước tiên, hãy bắt đầu với tầm nhìn của Ethereum, một máy tính cho toàn thế giới, World Computer, thứ có thể thay thế các server tập trung hiện tại. Hãy thử tưởng tượng ra một chiếc máy tính khổng lồ mà cả thế giới có thể dùng chung, bạn không thể tắt nó đi hay ngừng nó lại. Theo cha đẻ của dự án này, Vitalik Buterin, có 4 vấn đề quan trọng cần được giải quyết để đẩy mạng lưới Ethereum lên cấp độ tiếp theo: quyền riêng tư, privacy, xây dựng cơ chế đồng thuận an toàn, consensus safety, hợp đồng thông minh an toàn, smart contract safety, và quan trọng nhất hiện nay là khả năng mở rộng, scalability. Và những mục tiêu đó đã lần lượt được hoàn thành theo như roadmap của đồng tiền này. Có thể nhiều người chưa biết, nhưng sự phát triển của Ethereum được chia thành 4 giai đoạn. Thứ nhất là Frontier vào tháng 7 năm 2015. Đây là phiên bản Ethereum Network đầu tiên. Nó cho phép các nhà phát triển thử nghiệm đào Ethereum và xây dựng các DApp trên nền tảng này. Homestead tháng 3 năm 2016, bản phát hành của Ethereum mang lại nhiều cải tiến giao thức, đặt nền móng cho các bản nâng cấp trong tương lai để tăng tốc độ các giao dịch. Thứ ba là Metropolis, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Byzantium đã được hoàn thành vào tháng 10 năm 2017 và Constantinople, nhằm làm mạng lưới của Ethereum nhanh hơn và có tính ứng dụng cao hơn. Và cuối cùng là Serenity, sẽ mang đến phương pháp Proof of Stake bằng thuật toán đồng thuận Casper. Nhưng mà tất nhiên, trong thực tế chẳng có kế hoạch nào theo đúng như dự định cả. Đợt tấn công DAO và lần hard fork sau đó đã tách blockchain của Ethereum thành Ethereum và Ethereum Classic. Điều này đã gây ảnh hưởng đến việc áp dụng Proof of Stake cho blockchain của Ethereum. Điều này không chỉ trì hoãn giai đoạn Metropolis mà còn làm cho blockchain của Ethereum lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Sau đó, một đợt hard fork khác đã xảy ra vào cuối năm 2016 khi Ethereum một lần nữa phải đối mặt với một cuộc tấn công DDoS làm cho mạng lưới này gần như ngừng hoạt động hoàn toàn. Giai đoạn Metropolis của Ethereum đã liên tục bị trì hoãn bởi các đợt hard fork trên và kết quả là blockchain của nó đã bị tắc nghẽn do gánh nặng khi phải điều tiết hoạt động của các nốt nhằm giữ cho blockchain được đồng bộ để thực hiện các chức năng dự kiến. Đó là trở thành một mạng lưới phân quyền, sử dụng giao thức Ethereum riêng và các tên miền được phân cấp dành riêng cho các ứng dụng chạy trên mạng lưới của nó. Hiện tại, Ethereum đã hoàn thành pha Byzantium trong lộ trình phát triển roadmap của nó và thuộc giai đoạn Metropolis. Byzantium được ra mắt vào tháng 10 năm 2017. Đồng thời, vấn đề khả năng mở rộng của Ethereum được đưa lên làm mục tiêu hàng đầu vào cuối năm đó. Và chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên có chuyện gì xảy ra vào thời gian đó, một thời kỳ bùng nổ của ICO. Điều khiến sức ép giao dịch đè nặng lên mạng lưới Ethereum làm tăng chi phí giao dịch và thời gian xử lý. Plasma và Sharding là hai bản cập nhật nhằm khắc phục các vấn đề mở rộng trên mạng lưới chính của Ethereum. Việc áp dụng hai giải pháp này có nghĩa là toàn bộ mạng lưới sẽ không phải xác nhận và thông báo mọi giao dịch phát sinh từ hợp đồng. Giao dịch hợp đồng thông minh sẽ được lưu trên một sidechain, một chuỗi mới bên hông chuỗi chính của blockchain để giảm lưu lượng truy cập trên blockchain chính. Giai đoạn 2 của Metropolis Constantinople dự kiến sẽ mang lại một số thay đổi mạnh mẽ về thuật toán. Sau khi hoàn thành Metropolis, Ethereum sẽ chuyển sang giai đoạn Serenity với hạt nhân là Casper để xây dựng Ethereum 2.0. Casper là một phương pháp hoàn toàn mới, được tái định hình để đạt được sự đồng thuận. Với việc giới thiệu Casper, mạng lưới Ethereum được thiết lập để thay thế thuật toán Proof of Work sang Proof of Stake.
Trong video này, chúng ta sẽ không đi sâu vào Proof of Stake làm gì. Các bạn chỉ cần nhớ một điều là sự thay đổi này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Điểm nổi bật nhất là việc tiêu thụ điện năng được tạo ra do quá trình khai thác theo phương thức truyền thống, tức là đào coin ấy. Giờ đây, người tham gia sẽ không còn cần phải giải quyết những vấn đề phức tạp đòi hỏi một lượng lớn năng lượng. Sự thay đổi này sẽ làm cho nó trở thành một phương pháp hiệu quả để đạt được sự đồng thuận, trong khi vẫn đảm bảo sự an toàn của mạng lưới. Nhưng điều đó vẫn còn rất xa nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại. Vấn đề ở đây là những khó khăn về mạng lưới đã khiến Ethereum liên tục phải trì hoãn bản cập nhật quan trọng Constantinople. Và theo thông tin cập nhật mới nhất, chúng ta sẽ phải chờ đến năm 2019 để có thể thấy được một sự thay đổi lớn ở dự án này. Và nếu không có Constantinople, chúng ta sẽ không thể có Casper, và không có Casper sẽ không có Proof of Stake. Khi hệ thống còn đang loay hoay sửa lỗi, thì thời gian không chờ đợi Ethereum. Mạng lưới này phải gồng mình trước bài toán kinh doanh của các ICO. Không thể chối cãi rằng chính ICO đã được xây dựng trên nền tảng Ethereum đã góp phần đẩy giá của đồng tiền này lên đến cao như vậy. Nhưng chúng cũng chính là những gánh nặng đối với đồng tiền này, khi đa phần các ICO chỉ là bánh vẽ. Với mô hình kinh doanh không thành công, nhưng dự án đã phải bán tháo Ethereum để có tiền hoạt động và đẩy giá của đồng tiền này xuống dần dần. Một yếu tố nữa, khi những nền tảng mới hơn ra đời, được hiệu quả hơn và bảo mật tốt hơn, sẽ không còn nhiều ICO chạy trên nền tảng của Ethereum nữa. Nó sẽ mất đi người dùng. Đồng thời, với thông báo sẽ giảm phần thưởng đào block, rất nhiều thợ đào đã phải cân nhắc về lợi nhuận của mình có thể đạt được khi vận hành mạng lưới này. Tất cả những yếu tố trên, cộng với những lùm xùm nội bộ khi các nhà phát triển chơi bè kéo cánh nhằm thay đổi mạng lưới Ethereum theo ý mình, và những phân tích kỹ thuật chẳng lấy gì làm sáng sủa, đã khiến giá của đồng tiền này trượt dốc thê thảm trong những tháng gần đây. Và Ethereum trong tương lai gần cũng sẽ khó có thể làm nên chuyện, bởi vì chỉ khi giải quyết được những vấn đề nội tại của mình, đồng tiền này mới lại có thể bay cao. Trên đây là phần tóm tắt roadmap của Ethereum và những dự định trong tương lai, cũng như giải thích cho những lý do khiến đồng tiền Ethereum trượt giá trong những tháng vừa qua. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có còn giữ Ethereum và mong chờ về một ngày mai tươi sáng hay không? Hãy bình luận ý kiến của mình bên dưới. Và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coin68 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại.